Dạ thưa sư, chùa sư có nhận xuất gia gieo duyên mùa hè không? Có giới hạn tuổi trẻ em hoặc phụ nữ không? Cái chuyện xuất gia gieo duyên thì tới đầu tháng 4 này là có một khóa xuất gia gieo duyên. Còn ở trong hè thì sư không chắc, không hứa. Nó còn tùy duyên nữa. Hiện tại bây giờ thì các bạn phụng sự đang rất đau đầu với sư. Tại vì sư tổ chức nhiều quá, các bạn theo không kịp. Mà phải nói là ông bác sĩ cũng rất đau đầu với sư. Tại vì sư tổ chức nhiều quá, sư làm nhiều quá, sức khỏe sư theo không kịp. Đó, thành ra mọi người đều đang đau đầu với sư. Cho nên là sư không hứa được, nghe. Đó, còn trước mắt thì có khóa tu xuất gia gieo duyên vào 2 tháng 4 đó. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể tham gia. Còn giới hạn tuổi thì từ 16 cho tới 70. Đương nhiên, nếu mình trên 70 mà mình vẫn đi đứng được tốt, vẫn minh mẫn thì vẫn có thể tham gia. Rồi, và sư qua câu hỏi tiếp theo.